Xin chào các bác xem kênh Hải Phòng RV. Ngày hôm nay thì em sẽ có một cái chú ý để gửi đến các bác khi mà mình mua dòng TV Samsung mới năm 2024. Cụ thể đó là dòng DU7700. Dòng DU7700 thì sẽ có từ size 43, 55, 50, 65, 75 inch cho đến 85 inch đều có cái mẫu DU7700 này. Và mẫu này thì sẽ có một cái nhược điểm và em cũng sẽ hướng dẫn các bác cách khắc phục luôn các bác nhé. Mình cần chú ý biết trước khi mà mình chọn mua dòng DU7700. Thì mẫu DU7700 này của Samsung ấy ra mắt trong năm 2024, mục đích là để thay thế cho dòng AU7700. Mẫu AU7700 thì ra mắt từ năm 2021 và vẫn bán đến bây giờ. Nhưng mà khi nào mà mẫu này hết hàng, chắc là năm nay cũng sẽ không sản xuất nữa. Và khi mà hết hàng thì mình đã chuyển hết sang dòng DU7700. Mẫu mới năm 2024 ấy thì có giao diện mới hơn, giao diện mới nhất của Samsung là Tizen OS năm 2024, giao diện mới đẹp hơn rất là nhiều rồi. Tìm kiếm giọng nói Bixby cũng được khắc phục và các bác sử dụng rất là ok. Còn cái mẫu cũ năm 2024 thì các bác cũng phải cập nhật lên để mình có tìm kiếm giọng nói Bixby. Và thứ hai, cái giao diện nó vẫn là giao diện cũ và điều khiển của nó thì là điều khiển thay pin bình thường. Còn cái mẫu mới năm 2024 thì là điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Thay đổi rất là nhiều về giao diện rồi cũng như là cái độ cân bằng trắng trên màn hình, rồi tích hợp được nhiều cái ứng dụng để kết nối sang điện thoại, rồi mình có thể kiểm soát TV trên điện thoại, mình tiết kiệm được điện hơn so với cả mẫu cũ. Thì cái mẫu mới năm 2024 ấy thì màn hình độ phân giải vẫn là 4K, tần số quét thì vẫn là 60, công nghệ nét viền và tấm nền VA, âm thanh thì vẫn là 20W. Nhưng mà cái nhược điểm ở đây em nói về mẫu DU7700 đó là phần âm thanh các bạn nhé. Âm thanh của dòng DU7700 thì hãng Samsung họ đã bỏ cái cổng ra là optical rồi và bỏ cả cổng AV. Như vậy hiện tại nếu các bác muốn kết nối xuất âm thanh ra âm ni hay là đầu loa cũ ngày xưa thì các bác phải làm thế nào? Hiện tại thì Samsung họ chỉ để duy nhất một cổng HDMI ERC thôi. Đây, em sẽ quay cái mặt đường sau cho các bác xem nhé. Đây là mẫu 75 DU7700. Thì những cái mẫu như 55, 65 inch thì đều như vậy hết các bác nhé. Mặt đường sau của TV, cổng kết nối thì nằm bên này. Cổng kết nối thì sẽ ở đây các bác nhé. Mặt trên này thì sẽ không có gì này. Ở đây sẽ không có gì nhé. Bên này sẽ có một cổng USB thôi. Tiếp theo là 3 cổng HDMI, HDMI 1 này, 2 này, 3 này. Cổng 3 là cổng ERC là cổng ra âm thanh. Tiếp theo là cổng mạng này và một cổng anten. Rồi hết rồi coi nhá, không còn nữa. Bên này sẽ là cổng nguồn, cắm nguồn. Như vậy là nếu như các cổng kết nối của mẫu DU7700 chỉ có như này thì các bác xuất âm thanh thì chỉ xuất ra được duy nhất một cổng HDMI ERC. Và cổng HDMI này ấy, thì thường đồng bộ với những cái bộ như là loa sau 3. Loa sau 3 của Samsung thì sẽ có HDMI ERC để đồng bộ. Hoặc các bác có thể kết nối sang bộ loa sau 3 của các hãng khác cũng được, miễn là có cổng HDMI ERC để mình đồng bộ sang. Hoặc là các bác bắt Bluetooth để kết nối với cả loa sau 3, hoặc là kết nối với âm ni loa đài mà mình có Bluetooth. Nhưng mà không phải là ai cũng có những cái bộ loa đời mới bây giờ. Những cái bộ loa đời cũ, âm ni đời cũ ấy, thì chỉ có cổng AV thôi, nó không có cổng HDMI, không có Bluetooth, thì mình phải làm như nào? Thì đây chính là cái nhược điểm cũng như là cái mà em muốn hướng dẫn các bác để các bác có thể xuất ra được âm thanh. Thì các bác sẽ phải tìm một cái bộ chuyển đổi từ cổng HDMI này chuyển sang cổng AV các bạn nhé. Các bác sẽ search cổng bộ chuyển đổi từ HDMI sang AV, mình sẽ tìm được một cái bộ chuyển đổi và mình mua về, mình sẽ chuyển sang được. Đầu vào của bộ đấy sẽ là cổng HDMI và đầu ra sẽ là cổng AV. Cái cổng HDMI này thì nó sẽ truyền cả âm thanh và cả hình ảnh. Vì vậy mà các bác cắm thoải mái, mình sẽ chuyển được âm thanh sang đầu loa âm ni cũ ngày xưa. Đấy, mình sẽ cắm vào cổng này. Những cái mẫu đời cũ đây, em sẽ quay một mẫu AU7700 để các bác xem. Đời cũ thì vẫn có cổng optical đây, nhưng mà đời mới thì đã bỏ rồi. Và cái bộ chuyển đổi HDMI chuyển sang AV ấy, thì đây em đã có tìm kiếm trên mạng và em chụp lại cái bộ đấy. Các bác có thể nhìn hình ảnh đây, em sẽ gửi hình ảnh lên để các bác nhìn xem. Đây là một cái bộ
chuyển đổi HDMI sang AV. Cái đầu input sẽ là HDMI và cái đầu output là ra ba cổng AV đấy, là gồm những cổng như là video, cổng âm nhạc, cổng nhạc trái phải. Đây là một bộ chuyển đổi. Thì các bác tìm bộ này thôi. Thực ra cái giá tiền nó cũng bình thường, không phải quá đắt. Giá của bộ này thì nó cũng tương đương với cả một cái bộ chuyển từ optical sang AV thôi. Ngày trước thì em cũng đã hướng dẫn các bác cách chuyển đổi từ optical sang AV. Thì cái mẫu này, mẫu HDMI sang AV thì cũng tương tự như vậy. Nó chỉ khác nhau về cái bản chất là cái dây đầu vào thôi. Đầu vào một cái optical, còn đây sẽ là đầu vào là HDMI. Còn đầu ra thì vẫn là AV bình thường. Thì các bác chỉ cần mua một bộ này để các bác chuyển sang đầu loa âm đi cũ ngày xưa, là mình có thể nghe được nhạc qua dàn, mình không cần phải nghe trên loa của TV nữa. Còn nếu bác nào mà có Bluetooth hay là mình chỉ sử dụng bộ loa sau ba đơn giản thôi, thì mình có thể mình bắt Bluetooth luôn, mình nghe được luôn chứ không cần phải chuyển. Đây là một cái cũng là một cái điểm trừ ở mẫu mới 504. Samsung thì họ đã bỏ bớt đi, không còn đủ các cổng để mình kết nối nữa, thì mình sẽ phải cần phải mua thêm bộ chuyển đổi bên ngoài để mình có thể chuyển sang âm đi cũ ngày xưa. Trên đây là một cái chú ý của em về cái dòng TV Samsung DU7700 mẫu mới năm 2024. Các bác nào mà đang muốn tìm cái dòng này, đang muốn mua cái mẫu này, thì các bác có thể tham khảo và mình biết trước được, để mình lường trước được cái sự việc và các bác sẽ có cách khắc phục nếu như mình muốn nghe âm thanh sang âm ni dàn loa bên ngoài. Và hy vọng là video này thì sẽ giúp ích được cho các bác. Các bác nào mà có đóng góp thêm ý kiến gì, hay các bác nào mà có cách khác hay hơn, các bác cứ bình luận ở dưới video để cho mọi người cùng biết, và em cũng biết, và em cũng sẽ tham khảo thêm để hướng dẫn các bác. Ở video đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.